45 tháng 8, phường 5, quận 3. Cũng còn những cái quầy ăn, những cái quán nhỏ theo phong cách ngày xưa, phong cách gia đình, chỉ là một cái tủ thôi. Và bán ra được hơn 30 năm rồi. Thì gia đình truyền nhau làm những cái bánh nhỏ. Đây là quầy của chú Hưng, chuyên bán bánh tiêu, bánh quẩy và cả bánh bao mặn và ngọt và bánh đùi gà. Đây, bên mỗi người một công việc. Con của chú thì cán bột và chú nắng lại bột cho vừa phải. Bỏ qua đây thì cô Trung sẽ đứng và chiên cái chảo dầu thế này. Khi chiên xong thì sẽ bỏ ra đây trên một cái vỉ cho dầu nó ráo. Là con trai của chú Hưng. Quán đã bán được 31 năm rồi thì những người nhà của chú đều biết làm bánh hết luôn. Và bên kia là cô Trung, em dâu của chú Hưng, cũng đang phụ chú chiên bánh tiêu và những cái quẩy. Cái bánh quẩy này chúng ta hay ăn cháo hoặc là ăn bún hoặc là ăn những cái món ăn thường hay bỏ vào để thay cho bánh tráng đây. Khách quen tới mua mang về thì quán bánh tiêu và bánh bao Trung Quốc của chú và bánh hàng ăn của chú thì rất là nổi tiếng, nên là có từ lâu đời và được rất là nhiều người biết đến. Chú đang làm bánh và ngoài kia là khách đang chờ mua bánh mang về. Đây là khách quen của chú và cô tới mua mang về đây các bạn. Em cho anh hỏi là em có hay mua ở đây không? Dạ có, ngày nào em đi ngang đường này em cũng mua hết trơn. Em bánh em mua là bánh gì? Em ăn bánh tiêu. Alo, bánh tiêu với bánh bao. À. Hai bánh. Em biết tới quán của chú lâu chưa em? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi?
đúng cái trọng lượng 10 cái như 10. Thì chú đã quen tay hơn 30 năm trời rồi. Chú đang làm cái mẹ đó là mẹ bánh gì chú Hưng ơi? Bánh bao chiên. Bánh bao chiên hả chú? Yeah. Mặn hay ngọt chú ơi? Mặn chứ. Dạ. Mặn là nó có thành phần gì chú? Bột sắn, thịt mắm mèo, rồi các gia vị khác. Dạ. Trứng cút nữa. Trứng cút, thịt nấm mèo, củ sắn. Còn bánh bao ngọt thì có gì của trong ăn? Sữa bột gà. Dạ, sữa. Bột gà với sữa thôi. Đây là cái gia vị của bánh bao mặn mà chú Hưng sắp làm. Nó thịt được tròn gia vị theo công thức gia truyền sẵn của nhà chú. Một cái trứng sẽ được chú gói lại thành một cái bánh bao rất là đẹp. Thì anh cô trai sẽ cán những cục bột, lúc nãy chú Hưng ngắt ra phụ chú rất là lè tay. Bên này chú sẽ vô trong cái miếng bột được cán ra những cái nhân để làm bánh bánh bao mặn. Hai bố con làm rất là lè tay. Chú đang thả những cái bánh nó vào trong cái nồi dầu rất là sôi. Và cô Trung em dâu của chú thì đứng sẽ phụ chú chiên bánh liên tục. Mấy giờ là mình dọn ra cô Trung hả? 4 giờ. 4 giờ chiều. Thì khoảng 7 giờ là hết đó chứ cô hả? Đúng rồi, giờ khi 7 giờ vô chừng. Đây là tùy bữa, khách đông thì hết sớm. Đúng rồi. Thì hết sớm rồi. Hôm nay sẽ là hết sớm rồi các bạn. Mình tới 7 giờ là hết đó. Cũng đúng lúc. Và chú còn đang làm bột. Khách ghé tới mua thường xuyên. Sau nhân thịt mà chú đang làm mà cô Trung chiên thế này thì có giá là 8.000. Bánh tiêu sẽ 7.000. Bánh quậy cũng là 7.000 một cây luôn. Ngoài ra còn có bánh đùi gà nữa. Đùi gà 7.000 luôn. Cũng 7.000 luôn. Chỉ có 7.000 và 8.000 thôi. Một mẹ bánh mới được cô Trung đổ ra. Chú đang tròn gia vị cho loại bánh gì vậy chú? Chú hồng gà. Bánh bao ngọt hay chú hả? Ngọt. Mấy cái gì? Sữa và hồng gà. Cái quầy của chú nó giống mấy cái tủ hàng ăn của người Hoa của chú ha. Không có tưởng chú là người gốc Hoa chứ. Gốc Hoa hả? Dạ. Chú là có mấy người con chú? Hai người. Là một trai, là hai trai. Hai trai luôn đó. Hai trai luôn à. Anh nãy là anh con lớn rồi chú ạ. Con lớn đang học đại học. Đại học năm mấy rồi chú? Năm thứ tư rồi. Dạ. Nhà mình ở trong ngõ này luôn chú hả? Không, nhà bên quận nhất á. Dạ, nhà bên quận nhất. Đây là thuê thôi. Ở đây quen. Dạ, quen đặt tủ, chúng là người thân quen đặt tủ lâu rồi. Chú làm
khoảng hơn 30 năm rồi. Từ lúc còn trẻ có cái vợ chưa còn là thanh niên, bây giờ đã hai đứa tóc, chú đã hai người con rồi, con lớn đã học đại học năm thứ tư rồi. Chúng mà xin xong bánh rồi, đây đang đổ ra ngoài ra cái thay. Nó có tí xíu mà chú và cô đã làm được ra rất là nhiều bánh rồi và chờ khách tới mua. Cái bánh bao nhân thịt bánh mặn đó chú với cô làm nãy giờ, đây là bánh tiêu, đây là quẩy. Chúng ta sẽ bẻ thêm một cái bánh ra để chúng ta ăn. Đây là cái bánh chú vừa chiên xong, có một cái lớp thịt nè và một cái trứng cút đó, các bạn có thể thấy đây thịt đã chín rồi, nó giòn ngoài với lại nó mềm, ở ngoài nó giòn và trong nó rất là mềm và thơm nữa. Rồi có thể tới đây ghé mua ăn liền hoặc là đem về nhà cho người thân. Quầy bánh rất là nhỏ nhưng mà bán rất là lâu đời rồi, ngay ngày tư Võ Văn Tần và Cách Mạng Tháng 8. Quét nước lên cái cục bột để làm gì chú? Dán cái cục lương lên để cho nó dính dính với đường. À. Mà nó không dán. Sắp da cái chi nó lớp à. Lớp là lớp đường hả chú? Lớp đường của đùi gà đó. Gà. Đây chú đang làm bánh đùi gà đây. Để thấm nước cho tí tách ra cho khỏi dính. Nó dính. Chú Hưng, à. Chú Hưng cho con hỏi vì sao chú đến với cái nghề này ạ? Cũng không biết nữa, học thấy thích làm luôn. Thích làm luôn à? Nhà mình là ở đâu chú Hưng à? Hồi xưa Nguyễn Công Trứ á, quận nhất á. Dạ, là mình qua mỗi ngày qua đây mình bán. Bán dạ. Đây tại chỗ này cũng 31 năm rồi. Bán vé nè. Đây, chú vẫn bán, đứng làm bánh và mệt chú sẽ ra bán cho khách.